Chào cả nhà, hôm nay cả nhà cùng Trang làm ớt dòng thịt chiên nha cả nhà. Giờ đâu cũng là nhớ theo ông nâng chờ đang cả chị cô chú thí kim ha xe đó. Giờ mình chẻ cái ớt ra, mình lấy hộp ra nha, mình nhét thịt vô nha. Cô chú xì thả bé xe chị cũng khổ ghi nè xe. Giờ mình lấy hộp của trái ớt ra nè cả nhà. Giờ mình nhét thịt vô trong trái ớt nha. Cả nhà cùng mình nhét thịt cho trái ớt nha cả nhà. Giờ mình nhét thịt cho trái ớt nha cả nhà. Cú chú ta khủ gì nước kéo phúc khởi hết mình phơi nèo. Khủ gì ta giang nhằm hết xe. Mình sô gồm hút chú nó xeo. Khăn thay mà cho xeo. Trong thịt mình bỏ miếng muối, miếng tiêu với là miếng tỏi á cả nhà. Thôi cả nhà muốn ngon nữa thì bỏ đường bột ngọt cũng được. Đó. Cả nhà cùng mình làm nấm đông cô dòng thịt nha cả nhà. Nấm đông cô tươi á, mình cắt cái chân ra, mình móc như nè cả nhà, mình móc như nè, đặng mình tổng thịt, mình móc có lỗ ngay, đặng mình nhét thịt vô cả nhà. Nó mình móc không rồi mình nhét thịt vô như nè cả nhà. Nhà cứ mình lăn bột, cứ mình chiên nhé. Cả nhà ơi, giờ mình quậy bột nha cả nhà. Quậy bột đặng mình chiên tôm với ớt nha. Chí xăm nha, nè cái bột này nè cả nhà, bột thí chim garu nè, bột chiên đó cả nhà. Mình bỏ nước cốt dừa vô, coconut egg vô, coconut, bỏ nước cốt dừa cho nó béo. Mình đổ nước ấm nha cả nhà, mình bỏ trứng gà nữa nha cả nhà, trứng gà mình quậy riêng nha cả nhà. Cả nhà quậy cho sệt sệt đó cả nhà, đừng quậy lỏng quá cả nhà. Nè cả nhà, này trứng mình quậy riêng đó cả nhà, giờ mình đổ trứng vô. Đổ vô. Đổ vô giờ mình quậy lên. Mình quậy lên cho nó đều là cái sệt sệt đó cả nhà. Cả nhà đừng lỏng quá. Mình đậy lên cho nó đều, cái mình nhúng ớt mình chiên, mình nhúng ớt chứ mình nhúng tôm mình chiên là được nha cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay cả nhà cùng mình chiên cá nha cả nhà. Cái này cá mình sắt ra mình lóc thịt đó cả nhà. Còn cái này là cá ta lóc sạch sẵn đó cả nhà. Nó bị nát nè. Cái này mình bỏ miếng muối vô nha. Mình bỏ miếng muối, miếng tiêu vô mình nêm vô trước rồi nha cả nhà. Sukuminan khanh thái xeo vô. Rồi mình dắt nó trong khô á. Còn cái này mình lụi rồi cả nhà. Này mình lụi nấm, thịt, hành nè, với lại thanh cua nè cả nhà. Đi kìa. Tha. Còn nấm á cả nhà, nấm mình dồn thịt cho cả nhà. Nấm này thịt đó mình ốp ra cả nhà, mình ốp tỏi, muối với lại tiêu cả nhà. Y khổ ghi khăn thái xeo, sô gôm, manil, hút chu. Rồi mình nhét vô rồi mình lăn bột mình chiên cả nhà. Tôm mình cũng lọt ra nè, xeo tha xoắn chi hết xeo. Nè, ớt mình cũng nhét thịt vô cả nhà. Cú chu khổ ghi tha nơ xeo chè thí ghi mình theo. Giờ mình là lăn bột cái mình chiên nha cả nhà. Chị cầm thi hát kêu á. Thi kim garu nước kêu á. Thi kim garu. Mình bỏ bột vô cả nhà. Mình lăn cái này sơ cái nha. Mình lăn sơ thôi nha. Mình lăn sơ đặng mình chiên á cả nhà. Mình lăn sơ đặng mình nhúng trứng mình chiên á cả nhà. Nha, cá mình cũng lăn vậy nè. Mình nhúng nhúng trứng là mình chiên cả nhà. Nấm mình cũng lăn như nè cả nhà, lăn sơ cả nhà, lăn cả nhà. Cả nhà phải lăn vậy nè, nó mới chín với trứng cả nhà. Cả nhà phải nè. Nè. Còn ba con tôm nè, mình lột ra rồi á, mình lấy cái gạch rồi mình cắt làm ba khúc, mình bẻ nè cả nhà. Mình bẻ ra mấy ngày nè. Đó, dày xong cái mình lăn vậy mình nhúng bột khô lần á cả nhà. Xong rồi cái mình mới nhúng bột ướt mình chiên nha cả nhà. Đây, mình chuẩn bị cho mình nhúng mình chiên á. Ướt mình cũng lăn sơ cái cả nhà. Lăn bột bột khô sơ cái xong mình nhúng bột ướt mình chiên nha cả nhà. Đấy.
mình lăn về cái mình nhúng bột ướp mình chiên là được đó cả nhà. Cả nhà xong á, cả nhà mình sắc á, nhìn nè cả nhà. Mình sắc chứ cho nó nhỏ đằng cho nó chín đó cả nhà, chứ cả nhà để lớn là nó không có chín đó. Giờ mình cũng trộn bột bột khô nha cả nhà. Mình trộn qua là bột khô xong cái mình nhúng bột ướp mình chiên nha cả nhà. Để này ớt mình lăn bột khô đó cả nhà. Nè tôm mình cũng lăn bột khô, xăm mình cũng lăn bột khô. Nói chung là nấm đồ tất cả mình lăn bột khô một lần xong nha. Rồi mình cái này thì mình lăn mình nhúng lại bột ướp mình chiên. Còn mấy cái loại cá này á, với lại cái sỏ này nè, với lại mấy cái nấm á thì mình sẽ nhúng trứng gà mình chiên nha cả nhà. Như mình bỏ thịt sỏ lụi á vô mình chiên nha. Nãy mình lăn bột khô, giờ mình lăn trứng nha. Cái nãy loại này phải lăn trứng á cả nhà. Cả nhà, cái này mình chiên chảo điện á cả nhà. Mình đổ dầu vô mình cho nó nóng chảo cả nhà. Trứng này giờ mình nhúng thêm là trứng gà ha. Mình để lên mình chiên. Mình chiên lửa nhẹ nhẹ thôi nha cả nhà. Nhỏ 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 nha. Để ăn cho thịt nó chín á. Ngon lắm cả nhà ơi. Cả nhà làm ăn thử đi cả nhà. Nấm, hành với lại thanh cua với lại thịt heo. Nè cả nhà mình bỏ vô xong giờ mình tởn cả nhà. Cả nhà là để lửa nhẹ nhẹ cả nhà cho thịt chín chín cả nhà. Cá nha mình cũng bỏ cho mình chiên nha cả nhà. Mọi người ơi, mình bỏ cá cho mình chiên nha. Cá này hồi nãy mình cũng ốp sơ sơ muối với lại tiêu cả nhà. Cho nó có vị gì á cả nhà. Nè bột ở nhà nhìn nè thấy không cả nhà, nhìn nè cả nhà, đừng có đặc quá nha cả nhà. Bây giờ mình chiên tôm trước nha cả nhà. Tôm nãy mình nãy rồi, giờ mình chiên trước nha. Mình nhúng vô chả dầu nóng nè cả nhà. Cả nhà quậy vậy nè, để cả nhà bỏ xuống. Tôm này to lắm cả nhà. Mình nhóc chẳng không cả nhà. Cái này mình chiên lần 1 xong mình chiên lần 2 nha cả nhà. Nắng đó cả nhà, mình cũng nhúng trứng gà mình bỏ vô cả nhà. Nãy mình nhúng bột khô rồi á, giờ mình nhúng trứng gà mình bỏ vô cả nhà. Cả nhà nhớ bắt lửa nhỏ nhỏ nha cả nhà, cho thịt ở trong chín đó cả nhà. Chứ bắt lửa lớn không có chín nha cả nhà. Dập phun thấy chưa kìa. Khi ra thì khu vị này gì cơ yêu. Xăm đó cả nhà đừng sắc lớn, sắc lớn nó không có chín hết. Yên xong, chốt cho tôi xem. Mỗi một khu nơi làm gì cơ. Yên xong, chí gì nhớ. Yên xong. Đó, để xong mình chiên nha cả nhà, ngon lắm cả nhà. Nó thơm xong nè. Nó dẻo dẻo, nó bột bột đó cả nhà. Nó ngọt nữa cả nhà. Xong mình cũng chiên hai lần nhé. Thì mình chiên cho chị thôi. Mình chiên cho chị. Cứ nó rồi.
chứ con làm cái mình thật chứ gì. Nè nó vàng vàng thì là mọi người vớt ra nè, giặt canh một hai xét cái số mình cái này thì hiểu để nhau nè, không bên thịt cái chơi là gì cả nó mồ bỏ kia thì mình ăn đều tại mình chiên lần nữa cả nhà, mình để vàng quá thì nó khét á. Tôm cũng vậy cả nhà, tôm ớt thì cũng vậy hết á. Ừ, cả nhà nhúng lại lần bột ướt á cả nhà, bỏ vô cả nhà chiên nha cả nhà. Đổ thêm dầu đi cả nhà, mình hơi ít dầu để mình đổ thêm dầu nhé. Cả nhà chiên lửa nhỏ nhỏ nha cả nhà, cho nó chín đó. Chứ không là cong không có chín đó cả nhà. Cả nhà nhìn hết trắng cả nhà. Cô chị thi ghi muốn cho má sẽ chơi quê chó. Cô chị thi ghi dập luôn hết chứ gì đó. Này bắt nó nhỏ nhỏ cả nhà. Ngọn lên, cầm lên. Cả nhà phải cỡ mới nha cả nhà. Nhà cả nhà giờ nó vàng vàng mình vớt cả nhà, cả nhà mình vớt ra mình bỏ ra rồi mình chiên, mình chiên lần hai cả nhà. Canh khai xét chắc của mình hôm nay mình cứ lấy cho xèo ít ta gà hâm bên thịt thì cái này cả nhà. Mình chiên lần hai cả nhà. Này tô mình chiên lần một rồi nè cả nhà, giờ mình sẽ chiên lại lần hai cho nó thơm. Tôm nó chín nó ngon nè cả nhà, với lại nó giòn này ngon cả nhà. Cả nhà kia lần hai là cả nhà phải bắt lửa cho to lên cả nhà. Đó, mình bắt lửa lớn lên giờ mình bỏ vô lần sau ào ào luôn cả nhà. Đó. Còn cả nhà thấy lửa to lần sau nữa. Cả nhà bắt lửa nhỏ, kia lần hai bắt lửa nhỏ không được nha cả nhà. Kia lần hai là phải bắt lửa to lên nha. Chú bên kia chú mình xêu, chú bên kia thiên rồi đó. Chị kia kê, chú sẽ sẵn thùn nó chứ. Chú bên kia chú kia nên dập thùn nó mạnh đều. Cái này mình chiên lần hai cả nhà, mình bỏ vô chừng 3-4 phút mà lấy ra liền cả nhà, nó không vàng hết nè cả nhà. Cái nhà để lâu là nó sẽ khét á cả nhà. Đó, mình gắp lên là cả nhà đập đi nha, đập cho nó bớt dầu xuống cả nhà. Cả nhà ớt nha, mình chiên được hai nha cả nhà. Chưa buồn chiên thu bên cho thích ngon rồi. Khi tôi gấp cái hai cho là đều. Phải dầu nóng cả nhà. Dầu nóng á. Dầu nóng cho ớt nó giòn ngon cả nhà. Cả nhà thấy sâu ngon không? Bỏ vô trở qua trở lại một chút là lấy ra được đó cả nhà, chừng 3 phút à. Đó. Giờ mình lấy ra được rồi cả nhà. Đó, cả nhà thấy vàng chưa nè, mình vớt ra nha cả nhà rớt ra rồi, cả nhà vớt ra rồi cả nhà đập trên đất chồng xuống nha. Cả nhà ơi, mình đã làm xong rồi cả nhà, giờ mình ship lên cả nhà. Giờ đã vun cho tham ảnh rất là đi ghê yên xanh thi ghê. Yên xanh thi ghê. Cô chút thi ghê. Xeo thi ghê. Minh nơ thi ghê. Cái này cá nè cả nhà. Cá chiên nè. Xanh chiên nè. Ớt chiên nè. Với lại tôm chiên. Với lại cái này mình xỏ sâu mình chiên nè. Đi ghê. Cái này nấm mình chiên nè cả nhà. Phố bộ phố sách thi ghê. Cả nhà ơi, giờ mình sắp lên mấy cái đồ chiên lên nha cả nhà. Sắp lên mâm nha cả nhà. Mời cả nhà dùng cùng tay nha cả nhà. Cả nhà ơi, mình đã hoàn thành những món đồ chiên ăn trong ngày Tết đó cả nhà. Đây. Cả nhà xem nè. Giờ đã vui chưa? Chiên tha quẩn xe xe. Ớt chiên, tôm chiên, sâm chiên, cá chiên. Xôi lụi chiên. Đó. Nhìn hấp dẫn không cả nhà? Mời cả nhà dùng cùng trang. Chúc cả nhà năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.